Các nhà khoa học đã từng làm một thí nghiệm, đặt một người sắp chết lên một chiếc cân điện tử tinh vi, từ lúc sống đến lúc chết, cả người nhẹ đi 21 gram. 21G là gì? Linh hồn. Chất điện giải. Vẫn là bóng ma huyền thoại, một thợ mộc nhỏ trong thành phố từ từ giải quyết những bí ẩn cho bạn. Chương 1 Một tiết môn tự chọn. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Ta gọi giả thiệu tập Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Trong thôn thợ mộc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Một cái băng ngồi nhỏ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Tiểu Mộc Tượng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 6 Tiểu Mộc Tượng 2 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 7 Quỷ nước Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 8 Quỷ nước 2 bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Quỷ nước, 3 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Tiếu gia mẹ lấy ngó sen canh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.